theo cái phiên bản là Ubuntu 20.4.2 LTS, chúng ta sẽ đào về máy. Và sau khi tải cái Ubuntu xong thì chúng ta tải đến cái tên là Rufus. Xin chào tất cả các quý anh chị. Thì trong clip này thì AutoService sẽ là chia sẻ cho các anh chị cái cách cài hệ điều hành Ubuntu mới nhất năm 2021 chạy song song với hệ điều hành Windows. Thì đầu tiên thì cái chuẩn bị thì anh chị chuẩn bị cho em một USB có dung lượng 4GB trở lên và trong ổ cứng, ở trong ổ cứng máy tính của mình thì có cái dung lượng trống ít nhất là 25GB trở lên nhé. Và tất cả các dữ liệu thì anh chị có thể lưu ra cái ổ cứng ngoài hoặc là tải driver để tránh cái tình trạng mà nếu trong khi cài đặt nó xảy ra sự cố sẽ mất dữ liệu. Vâng, và đây là khâu chuẩn bị và chúng ta bắt đầu đến cái quá trình mà chúng ta tải. Vâng, đầu tiên thì những cái thứ chúng ta cần, những mục chúng ta cần tải về là gì ạ? Vâng, chúng ta sẽ tải Ubuntu ạ. Đây, Ubuntu thì anh chị tải cho em cái phiên bản là Ubuntu 20.4.2 LTS, chúng ta sẽ đào về máy. Và sau khi tải cái Ubuntu xong thì chúng ta tải đến cái tên là Rufus. Chúng ta tải cái bản Rufus 3.5 phiên bản di động 1.1 megabyte. Và đây thì có hai link tải của này thì em cũng đã để dưới phần mô tả của video, thì anh chị kéo xuống anh chị sẽ thấy cái link đấy. Vâng, sau khi chúng ta tải về thì chúng ta có ở trong đây thì chúng ta bắt đầu chạy cái USB lên. Đây, sau khi chúng ta chạy cái USB thì ở cái mục đầu tiên thì chọn cái USB của mình. Mục thứ hai thì sẽ chọn cái Ubuntu, cái phiên bản Ubuntu 20.4.2 chúng ta vừa mới tải về. Đây, sau khi chúng ta tải xong, chúng ta bấm Start để cho nó cài đặt vào trong cái USB của mình nhé. Vâng, và một cái mục rất quan trọng tiếp theo đó là chúng ta sẽ là phân vùng ổ cứng. Ta vào là ZPC, ta vào Manager. Đây, vào lại cho bác xem. Đây, chúng ta vào Deep Manager. Thì ở đây em sẽ chia cái phân vùng ở trong ổ C nhé. C, chúng ta nhấn chuột phải vào, chúng ta nhấn vào Check Volume. Ở đây thì thường thường thì cái chia cái cho cái hệ điều hành Ubuntu thì em chia bằng 50GB thì tương đương với là 50.000 megabyte. Và chúng ta bắt đầu chia. Đây, nó đã chia ra cái phân vùng cho chúng ta này, còn 48,83GB. Sau khi chia phân vùng xong thì chúng ta kiểm tra USB. Đây, USB của mình theo khi các bác đã tải xong thì nó sẽ có tất cả các dữ liệu của cái hệ điều hành Ubuntu ở trong đây rồi. Và xong, tiếp theo thì chúng ta đến cái công đoạn chúng ta khởi động máy lại. Và khi khởi động máy lại thì để cho nó đăng nhập vào cái Ubuntu để cài đặt hệ điều hành Ubuntu thì chúng ta cần cái boot menu này, thì cái này các bạn có thể search trên mạng hoặc là em đã làm sẵn đây rồi. Thì máy của em là máy Dell thì sử dụng cái phím tắt của nó là cái phím 12 F12. Sau khi
Anh chị đã biết được cái phím tắt rồi thì chúng ta khởi động lại máy. Vâng, sau khi đã reset lại máy thì chúng ta phím tắt của cái boot menu của máy là máy Dell nhé. Phím tắt là F12. Chúng ta có thể nhấn liên tục để cho nó nhận cái boot menu. Về đây thì nó đã nhận boot menu rồi. Thì hiện tại dưới đây là có dòng USB của mình. Thì chúng ta sẽ chọn vào đây để cho nó chạy. Đây thì chúng ta chọn Ubuntu luôn này. Đây là cái quá trình nó đang tải cái hệ điều hành Ubuntu từ USB để nó cài đặt. Đây, trong quá trình cài đặt thì anh chị đợi nó một chút thì nó sẽ cài đặt cho mình xong. Cái phần cài đặt này cũng không tốn mấy thời gian. Đây lúc nào nó đang load vào cái hệ thống Ubuntu cho anh chị đây. Đó, hiện tại thì nó đã vào Ubuntu rồi. Thì ở đây nó đang cho chúng ta hai lựa chọn, một là chúng ta dùng thử, hai chúng ta sẽ cài đặt luôn. Thì hiện tại ở đây thì em sẽ cài đặt luôn nhé. Ở đây thì nó sẽ chọn ngôn ngữ, thì chúng ta sẽ bấm xuống, chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ của chúng ta. Đây, tùy theo anh chị chọn ngôn ngữ nào nhé. Đây, chọn tiếng Việt. Ok. Continue. Ở đây nó có trường hợp thì trên đây nó sẽ là cái chế độ mà cài đặt tự động này, tức là nó sẽ cập nhật các trang web và các dữ liệu của mình. Ở dưới đây thì nó cũng là cái sẽ là tự update cái ứng dụng của mình. Ở phía dưới thì cái này anh chọn vào đây thì nó dùng để download các ứng dụng mà nó các driver đấy. Đây chúng ta chọn là continue. Vâng, ở đây thì nó cũng có ba cái mục, thì chúng ta sẽ chọn cái mục đầu tiên thì sẽ hệ điều hành Windows. Ở đây thì nó sẽ chọn vào cái phân vùng của mình dành cho Ubuntu, là cái lúc đầu mình chia từ ổ ra đấy, thì cái trường hợp này thì nó sẽ chọn đúng rồi. Continue. Ở đây thì nó cho phép chúng ta chọn các vùng quốc gia. Đây thì em chọn Hà Nội. Chọn cái ngôn ngữ của nước mình, Hồ Chí Minh. Okay. Đây nó cho chúng ta đặt tên cho mình, thì ở đây em đặt là Auto Service. Đó, nó cũng sẽ có đặt tên gợi ý cho chúng ta ở đây đi. Đặt là Auto Service luôn. Đặt mật khẩu nhé. Đó, mật khẩu là do anh chị tự đặt nha.
Ở đây nó có hai mục, chúng ta sẽ là login đăng nhập mà không cần mật khẩu, đằng dưới là dùng mật khẩu. Thì em chọn cái dùng mật khẩu nhé. Okay. Ở cái bước này thì nó sẽ là cài đặt vào ứng dụng vào trong cái hệ điều hành cho chúng ta. Thì cái bước này nó cũng mất chút thời gian. Với hệ điều hành Ubuntu thì nó có rất là nhiều cái ưu điểm. Cái thứ nhất là nó dùng về cái tốc độ sử dụng của nó, cái giao diện của nó nhìn nó rất là dễ nhìn và sử dụng nó rất là mượt. Thì ở đây thì em cũng cái video này hướng dẫn này dùng để cho anh chị cài đặt cái hệ điều hành Ubuntu bằng cách gọi là chi tiết nhất và dễ dàng để cho anh chị thao tác. Thì cái bước này thì nó cũng loát mất chút thời gian, thì em cũng xin phép là em tua nhanh để cho nó dễ sử dụng. Thì anh chị cài đặt nó cũng đến bước này, em phép em tua. Mình sẽ là không. Đây là cái ứng dụng của nó sẽ cài đặt cho mình, vì lúc là mình thao tác này cài đặt tự động thì nó sẽ cài đặt cho mình các ứng dụng cơ bản của cái hệ điều hành này vào trong cái của mình luôn, thì mình sau mình sẽ không phải cài đặt bằng tay nữa. Đó là các giao diện của những ví dụ VLC đây, như là chương trình quay màn hình và xem video. Hệ điều hành Ubuntu này thì nó cũng chức năng thì nó cũng như cái hệ điều hành của Windows, mà nếu mà về cái sử dụng thì nghĩ là nó sẽ nhẹ và mượt hơn. Vâng, thì với cái hệ điều hành Ubuntu này thì cái mục đích của em hướng dẫn cho anh chị cài, hướng dẫn một là anh chị cài thành công để anh chị sử dụng ở trong cái mục đích bình thường như là văn phòng hoặc giải trí. Còn cái mục đích thứ hai là em cài đặt để hỗ trợ cho các đơn vị đại lý, quý vị khách hàng đang hoạt động về cái lĩnh vực âm thanh, dùng để mà chúng ta cập nhật bài hát mới qua bằng ổ cứng trên qua các hãng đầu màn như là Vietca, VTE này, Vietca TV. Đó, thì cái hệ điều hành này nó sẽ đọc được tất cả các file của cái ổ cứng. Thường thường như bên Windows thì nó sẽ không đọc được những cái ổ cứng mà nó chứa ext4, thì đấy thường thường nó sẽ không đọc được cái đấy. Còn ở bên Ubuntu thì nó sẽ đọc được hết. Vậy là cái thao tác nó cũng là rất dễ sử dụng. Thì quý vị anh chị đại lý thì cũng với cái thao tác rất đơn giản thì chúng ta có thể là cập nhật bài hát một cách thành công. Và sau khi cái video cái đàn này xong thì em cũng có một cái video mà hướng dẫn cho vị chị đại lý. Chúng ta sẽ là có clip dùng để copy cái ổ dữ liệu từ ổ gốc sang ổ khách. Đó, tôi sẽ là cập nhật cơ sở dữ liệu bài hát mới nhất cho bắt đầu. Ở bên hệ điều hành Ubuntu này thì các anh chị cũng để ý nó cũng có các tab, cũng có cái chức năng giống như bên hệ điều hành Windows. Đó, nó cũng có các chức năng cơ bản như các ứng dụng đánh văn bản. Cài đặt nó đã load xong đến cái phần này rồi thì nó yêu cầu chúng ta có sẽ start lại cái khởi động cái máy để chúng ta sử dụng cái hệ điều hành Ubuntu nhé. Chúng ta sẽ nhấn Start này. Đó, thì nó
nó báo thông báo này ta sẽ rút USB ra và chúng ta nhấn Enter thì nó sẽ load lại cái hệ điều hành của mình. Vâng, ở đây thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như này, thì chúng ta sẽ chọn là Ubuntu luôn nhé. Đây nó sẽ khởi động vào hệ điều hành Ubuntu. Đó, nó khởi động rất là nhanh. Và đây mật khẩu thì anh chị lúc nãy là đã mật khẩu anh chị đã đặt rồi, thì chúng ta sẽ đặt mật khẩu. Đăng nhập mật khẩu Enter. Còn đây là cái giao diện của hệ điều hành Ubuntu. Thì những cái chức năng như thế này thì chúng ta có yêu cầu mình có chúng ta có đăng nhập một cái tài khoản không thì nhấn kít. Về cái chức năng này thì chúng ta cũng screen nào thì chúng ta cũng phải bỏ qua. Và chức năng tiếp theo đây là hệ điều hành Ubuntu nó yêu cầu chúng ta có gửi cái dữ liệu về cho hệ điều hành không, nhận xét thì chúng ta sẽ cũng không. Đây là cái yêu cầu chia sẻ vị trí không thì cũng không. Đó, và đây tiếp theo đây là những cái ứng dụng cơ bản của cái hệ điều hành Ubuntu, thì cái này thì ta sẽ cài đặt sau yêu cầu của anh chị. Đó, vừa rồi thì em cũng đã cài đặt xong cái hệ điều hành Ubuntu, và cái mục đích của em cài đặt hệ điều hành Ubuntu này thì để cho anh chị có thể là cài đặt được cái hệ điều hành này một cách đơn giản và chi tiết nhất. Đó, cái mục đích thứ hai là em cài đặt để hỗ trợ cho các đơn vị đại lý khách hàng của bên công ty là sử dụng để mà cập nhật cơ sở dữ liệu bài hát cho đầu karaoke các hãng như là Vietka, VKTV, BTE. Đó, thì em cũng cảm ơn anh chị đã xem video và chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và thành công. Có những thắc mắc hoặc là cái chi tiết nào mà anh chị chưa hiểu thì anh chị có thể comment xuống phần bình luận dưới video thì em sẽ hỗ trợ trả lời cho anh chị kịp thời. Cảm ơn các anh chị.